hãy tích cực ăn loại quả quen thuộc này vì nó đã cứu sống hàng triệu bệnh nhân ung thư và tiểu đường một nghiên cứu ở mỹ đã phát hiện nước ép của trái mướp đắng có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tụy mướp đắng khổ qua là một trong những loại quả được chứng minh có nhiều ảnh hưởng tốt đến cơ thể khi sử dụng có nguồn gốc từ châu á châu phi và vùng caribe loại quả này thường được sử dụng hàng ngàn năm nay như một phương thuốc dân gian và một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng chứa nhiều chất chống oxy hóa cũng như nhiều chất dinh dưỡng có lợi. Các nhà nghiên cứu đã không ngừng tìm tòi và chứng minh được tác dụng to lớn của mướp đắng trong việc chống lại căn bệnh ung thư và tiểu đường. Chị ung thư, gần đây Đại học Colorado, Mỹ đã công bố công trình nghiên cứu của mình được tiến hành trong ống nghiệm và trong cơ thể. Trong đó khẳng định tác dụng to lớn của mướp đắng có liên quan đến ung thư tuyến tụy. Bạn có biết ung thư tụy là một trong những loại ung thư đáng sợ nhất? Căn bệnh này thường được phát hiện khá muộn trên cơ thể người bệnh nên sẽ còn rất ít thời gian để điều trị. Và khi mà các liệu pháp điều trị truyền thống như hóa trị, xạ trị, phẫu thuật đều không mang đến những kết quả hứa hẹn thì các nhà nghiên cứu đã nỗ lực để tìm đến một phương pháp điều trị hoàn toàn mới, tìm kiếm những hy vọng khác cho những người mắc bệnh. Vừa qua một nghiên cứu ở Mỹ đã phát hiện nước ép của trái mướp đắng có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tụy. Theo nghiên cứu này, chất xuất từ mướp đắng có thể ức chế sự sinh sản của các tế bào ung thư. Các nhà khoa học tin rằng nó có thể làm được điều này thông qua việc cắt đứt nguồn cung cấp gluco, nuôi các tế bào ung thư và tiêu diệt chúng. Mướp đắng có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng như vitamin A, kali, folate, vitamin C và các chất chống oxy hóa phong phú beta caroten và lutein. Sự kết hợp độc đáo của các chất dinh dưỡng giúp nó có hiệu quả chống lại cả ung thư và tiểu đường. Đây được coi là một tin vui đối với người bệnh ung thư tuyến tụy, tiểu đường bởi đây là hai căn bệnh rất khó điều trị, tỷ lệ sống rất thấp. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu từ Đại học Colorado và Đại học St. Louis cũng đã thực hiện một nghiên cứu và cho ra một kết luận chiết xuất từ mướp đắng có thể ngăn chặn sự phát triển và gây tử vong của các tế bào ung thư vú bằng cách điều biến một số đường truyền tín hiệu gây chết tế bào ung thư có tác dụng tích cực trong việc điều trị ung thư vú. Hiện nay các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu tác dụng của mướp đắng với ung thư tuyến tiền liệt. Bệnh tiểu đường, kể từ khi người ta tin rằng bệnh tiểu đường là một tiền thân của ung thư tuyến tụy, các nhà nghiên cứu cảm thấy mướp đắng có thể chữa bệnh tiểu đường cũng như sau khi nhìn thấy kết quả ung thư tuyến tụy. Một nghiên cứu công bố năm 2008 trên tạp chí quốc tế Hóa học và Sinh học đã chỉ ra rằng bệnh nhân tiểu đường nếu sử dụng mướp đắng thường xuyên sẽ kiểm soát tốt hơn lượng đường trong máu của họ và tăng độ nhạy cho các hoạt động của insulin. Nó cách khác mướp đắng cho phép cơ thể của họ sử dụng gluco nhiều hơn và có hiệu quả hơn. Trong năm 2011, kết quả của một thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí Ethopharmacology cho thấy tác dụng hạ đường huyết cho những người dùng 2000 mg mỗi ngày của mướp đắng. Tuy nhiên, tác dụng của bài thuốc tự nhiên này không thể mạnh bằng metformin trong thuốc điều trị tiểu đường. Do đó, những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường hoặc đang có nguy cơ tiểu đường nên xin tư vấn của bác sĩ. Kết luận, khi nói đến nước ép mướp đắng, các nghiên cứu hiện đều hiển thị kết quả khả quan trong khả năng hủy diệt tế bào ung thư, điều trị bệnh tiểu đường và ngăn ngừa khả năng mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Những nghiên cứu thêm và thử nghiệm lâm sàng cho thấy nó vẫn là một lựa chọn rất hứa hẹn, có thể được khám phá dưới sự giám sát đúng đắn của các chuyên gia. Lưu ý khi ăn mướp đắng, không dùng cho phụ nữ đang trong thời gian mang thai vì nó có thể gây chảy máu âm đạo, tử cung có thắt và sẩy thai không sử dụng chung với thuốc chống đái tháo đường hoặc insulin vì nó có thể làm giảm lượng đường trong máu xuống thấp ở một mức độ nguy hiểm. Một số phản ứng phụ bao gồm dung nhĩ, viêm lết dạ dày và phản ứng dị ứng. Trong ngắn hạn, nếu bạn đang phải đấu tranh với bệnh tiểu đường hay ung thư, mướp đắng chắc chắn là một loại thảo dược tốt. Tuy nhiên, mướp đắng chỉ nên sử dụng dưới sự giám sát của bác sĩ để kiểm soát liều lượng an toàn cho cơ thể.